Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là bản tin Nhật ký An ninh. Bản tin tối ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa Bộ Công an Việt Nam và Lào. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Liên Hợp Quốc bất đồng trong việc xảy ra nghị quyết về xung đột Israel và Hamas. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Trong phiên làm việc vào chiều nay, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Nội dung về việc quy định đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội đã được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến. Cho ý kiến vào dự thảo luật, đại biểu Vũ Huy Khánh, đoàn Bình Dương đề nghị bổ sung, chỉnh lý nội dung giải thích nhà ở cho lực lượng vũ trang. Để bảo đảm khái quát và đầy đủ hơn, đề nghị bổ sung thêm cụm từ nhà ở công vụ trước từ nhà ở xã hội và chỉnh như sau. Nhà ở cho lực lượng vũ trang là nhà ở công vụ và nhà ở xã hội cho các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang mua, thuê theo quy định của luật này. Đối với chính sách nhà ở công vụ và nhà ở xã hội đang công tác trong lực lượng vũ trang, đại biểu Vũ Huy Khánh, đoàn Bình Dương đề nghị chỉnh sửa, bổ sung tại điểm D, khoản 1, điều 45 quy định về đối tượng được hưởng chính sách. Đề nghị quy định rõ, đối với người công tác trong lực lượng công an nhân dân thì quy định rõ là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật và công nhân công an được thuê nhà ở công vụ theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 45 và được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 7 điều 76. Trong dự thảo luật thì cũng đã đề cập đến chủ thể thuộc lực lượng vũ trang, nhưng đối với công an nhân dân thì chưa đầy đủ và chưa chính xác theo quy định của luật công an nhân dân, vì trong công an nhân dân và quân đội nhân dân thì có những chức danh có tên gọi giống nhau nhưng cũng có những tên gọi khác nhau, ví dụ như quân nhân chuyên nghiệp khác với công nhân công an và một số chức danh khác. Cũng quan tâm tới đối tượng hưởng chính sách về nhà ở xã hội, đại biểu Bế Minh Đức, đoàn Cao Bằng cho rằng, dự thảo luật quy định có 12 loại đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội là chưa hoàn toàn phù hợp, chưa xác định rõ và chưa đầy đủ đối tượng được hưởng chính sách. Hiện nay việc xác định thế nào là người có thu nhập thấp chưa được quy định cụ thể, do đó tôi đề nghị cần cụ thể hóa tiêu chí người có thu nhập thấp đối với từng đối tượng cụ thể, cần rà soát bổ sung đầy đủ đối tượng cũng như sự hợp lý của tiêu chí thu nhập thấp đối với từng đối tượng cụ thể nhằm đảm bảo tính công bằng chính xác khi thực hiện chính sách. Đây là điều kiện tiên quyết để xác định đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở của nhà nước, hỗ trợ của nhà nước về nhà ở, một chính sách ưu việt cho tất cả những người có thu nhập thấp. Tại phiên thảo luận, các vấn đề liên quan đến việc bổ sung hoàn thiện quy định về loại hình nhà ở nhiều tầng, các quy định xây dựng nhà lưu trú cho công nhân, quy định về lập phương án bồi thường, tái định cư, quy định về thời hạn sử dụng nhà chung cư đã được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến. Tại phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành và thảo luận về dự án luật tài nguyên nước sửa đổi. Vào chiều nay tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp đồng chí Phaivan Sithichan, trưởng cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam, đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng các đồng chí cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Thông qua cơ quan đại diện, hai bộ đã duy trì thường xuyên các kênh liên lạc, công tác phối hợp, trao đổi thông tin được triển khai dưới nhiều hình thức khác nhau. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thu được nhiều kết quả, nhất là hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Bộ Công an Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của cơ quan đại diện Bộ Công an Lào tại Việt Nam nói chung và cá nhân đồng chí Phaivan Sithichan trong việc triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác giữa hai bộ, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, sự hợp tác toàn diện có hiệu quả giữa lực lượng công an hai nước cả chiều rộng và chiều sâu, đồng thời góp phần vun đắp cho quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Đồng chí Phaivan Sithichan trân trọng cảm ơn Đại tướng Tô Lâm đã dành thời gian tiếp đoàn,
khẳng định sau khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam sẽ tiếp tục có đóng góp quan trọng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai đảng, nhà nước và nhân dân hai nước nói chung, giữa lực lượng công an hai nước nói riêng ngày càng phát triển. Sáng nay tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị giao ban các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Công an Trung ương và khối xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân quý 3 năm 2023. Trong quý vừa qua, các đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, chủ động tham mưu đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo điều hành và tổ chức thực hiện tốt các mặt công việc theo đúng quy chế làm việc, cơ bản đảm bảo chương trình công tác đã đề ra với khối lượng công việc lớn, chất lượng ngày càng được nâng cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, làm rõ thêm kết quả các mặt công tác, đề xuất các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời gian tới. Thống nhất với phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 4 mà báo cáo đã nêu, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các đơn vị cần ra soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác, phát huy tính chủ động, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định thời gian và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nội dung đã đề ra, triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đoàn kết nội bộ, làm tốt công tác quản lý cán bộ đảng viên, siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Vào chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp, tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an và đồng chí Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm, Giám đốc Tổng biên tập, Bí thư Đảng ủy, Cơ quan Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đồng chủ trì hội nghị. Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội gồm 3 chương 10 điều. Đây là sự kiện quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan tăng cường hợp tác, gắn kết, chia sẻ, tạo tiếng nói chung để phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tạo điều kiện để cán bộ chiến sĩ công chức, công nhân viên hai cơ quan trao đổi, học hỏi, đoàn kết, gắn bó hơn trong công tác. Để quy chế phối hợp sớm đi vào thực tiễn, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả quy chế. Công an các đơn vị địa phương, nhất là Văn phòng Bộ Công an, cần nêu cao trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu trong việc triển khai quy chế. Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an về thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự cho lãnh đạo cùng các cá nhân nhà xuất bản. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cũng đã trao tặng Bộ Công an tủ sách điện tử bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thưa quý vị, theo số liệu của Tổng cục Thống kê, chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, trên địa bàn cả nước đã xảy ra khoảng 1.500 vụ cháy nổ, làm 130 người chết và 99 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng 210 tỷ đồng. Những con số này cho thấy tình hình cháy nổ vẫn diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân cũng như là tình hình phát triển kinh tế của đất nước. Thực tế này đặt ra vấn đề cần phải tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, trong đó đẩy mạnh tiềm lực cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị là yêu cầu khách quan. Thưa quý vị và các bạn, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, đòi hỏi cần phải xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chính quy, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại, nắm vững pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Chủ trương hiện đại hóa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã được thể hiện trong nhiều văn bản quan trọng của Đảng, Nhà nước. Ngày 7 tháng 7 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 819 phê duyệt quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quan điểm quy hoạch nhấn mạnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, công nghệ số, tự động hóa, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ hiện đại khác trong xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống hạ tầng phòng cháy chữa cháy. Điều này nhằm khắc phục những bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy hiện nay.
Hiện nay về hạ tầng giao thông phục vụ chữa cháy và nguồn nước chữa cháy nhiều nơi còn chưa đáp ứng được cái yêu cầu cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn hộ triển khai lực lượng phương tiện tiếp cận đến đám cháy và tổ chức chữa cháy cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là tại các cái khu dân cư hiện hữu còn tồn tại nhiều nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh và các cơ sở nằm trong các ngõ hẻm nên rất ảnh hưởng đến cái hoạt động triển khai chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Phải hết sức coi trọng công tác phòng cháy, phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính. Từ đó giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra, nhất là về con người. Bảo vệ tính mạng của người dân chính là bảo vệ an ninh con người, là mục tiêu cao nhất của bảo vệ an ninh trật tự, phát triển đất nước. Thực hiện theo đúng tinh thần nghị quyết 12 của Bộ Chính trị và quyết định số 819 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên cả nước đã nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của toàn xã hội. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bắc Ninh, hơn 140 tỷ đồng là nguồn vốn được phê duyệt nhằm xây dựng cơ sở phát triển cho lực lượng này. Trong đó, vốn ngân sách trung ương qua Bộ Công an khoảng 58 tỷ đồng, vốn Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ khoảng 84 tỷ đồng, bố trí diện tích xây dựng 5,8 hectare. Với cơ sở khuôn viên của trụ sở mới này, với quy mô xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình từ nhà làm việc, tháp tập, bể bơi, sân tập đáp ứng được các cái nhiệm vụ và nội dung trong cái chương trình tập luyện theo yêu cầu của Cục Cảnh sát Phòng cháy cháy. Còn tại Công an thành phố Hà Nội, những trang thiết bị hiện đại nhất đã được đưa vào sử dụng phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy, điển hình như hệ thống các xe chữa cháy công nghệ cao, xe thang có thể vươn cao hàng chục mét, các loại quần áo cách nhiệt, chống hóa chất, đặc biệt là robot chữa cháy. Robot được trang bị các hệ thống camera, nhiệt, hệ thống cảm biến, đo các nồng độ khí nguy hiểm và robot được điều khiển từ xa, nên cán bộ chiến sĩ có thể điều khiển robot vào các khu nguy hiểm để tổ chức quan sát nắm tình hình. Và đồng thời đối với những việc tổ chức chữa cháy thì robot được trang bị các hệ thống lò phun chữa cháy công suất lớn thì có thể vào tiếp cận những gốc lửa ở những cái khu vực mà cán bộ chiến sĩ không thể tiếp cận được hoặc là tiếp cận rất nguy hiểm, ví dụ như là các cái khu vực ngầm có nhiều khói và khu vực khó tiếp cận và có nguy cơ nổ cao như là các cái bồn chứa hóa chất, những cái tháp chứng cất hoặc là những cái vị trí mà có khả năng sụp đổ, thì việc robot đưa vào những cái vị trí đó để tổ chức chữa cháy là rất hiệu quả và nó góp phần là giảm bớt gánh nặng và giảm bớt nguy hiểm cho cán bộ chiến sĩ. Tuy nhiên, để có thể vận hành các trang thiết bị một cách hiệu quả nhất, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ đều phải thuần thục, hiểu rõ từng tính năng tác dụng của trang thiết bị. Đầu tiên là yếu tố con người. Các trang thiết bị hiện đại đến đâu mà không được tổ chức, thứ nhất lại là tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng và đặc biệt là cái khả năng phát huy cái thiết bị đó trong các điều kiện cụ thể, trong các tình huống cụ thể thì cái phương tiện đấy thì cũng sẽ không đem lại hiệu quả. Yếu tố con người là trọng tâm quyết định việc thực hiện thành công nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Vì vậy, hiện đại hóa lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong giai đoạn hiện nay phải hướng đến mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo bài bản, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, một bộ phận cán bộ đủ năng lực trình độ làm việc trong môi trường quốc tế. Để làm được điều này, Bộ Công an xác định phải đổi mới công tác tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo. Có như vậy mới xây dựng được đội ngũ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tinh, gọn, mạnh. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy với phương châm giảm thời gian học lý thuyết, tăng thời gian thực hành, nghiên cứu. Các bài giảng bám sát thực tế công tác chiến đấu, thầy cô là cầu nối hướng dẫn học viên, giúp phát huy tính chủ động tích cực của người học trong việc nắm bắt tri thức. Chúng tôi sẽ tạo dựng ra các giả lập các cái đám cháy giống như thực tế nhất. Từ đó thì sẽ đưa học viên vào và tiến hành đưa ra các phương pháp chữa cháy và cái biện pháp nghiệp vụ. Từ đó học viên qua quá trình học tập sẽ tiếp thu được kiến thức thực tế và sau này sẽ khi mà trong quá trình mà chiến đấu ở ngoài thì sẽ vận dụng được các kiến thức đó. Các bạn có thể lên phòng thí nghiệm tham quan trực tiếp luôn các cái máy, các cái động cơ vận hành như thế nào. Và ví dụ như sự cố thì nó sẽ phân tích các cái hiện tượng sự cố thì nó sẽ có những sự cố gì. Thế và hướng dẫn luôn các bạn ấy cái cách thức gọi là
phòng tránh những cái sự cố đấy. Song song luôn cái việc đó là tính toán về mặt lý thuyết và so sánh những cái thông số đó, thì học sinh có thể nhìn thấy trực quan luôn và cảm thấy là bài giảng nó rất là bổ ích và dễ hiểu, và nó lại gần gũi với thực tế hơn. Có năng lực, phẩm chất chính trị, am hiểu pháp luật, giỏi nghiệp vụ chuyên môn, có thể lực tốt, tinh thông về kỹ năng chiến thuật. Đây là những đòi hỏi bắt buộc theo đề án 10 và kế hoạch số 131 của Bộ Công an về xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình mới. Để đáp ứng được những vấn đề này thì chúng tôi có trang bị cho học viên bằng các cái chương trình học, và các chương trình học này thì cũng đã được hội thảo thẩm định thế và đã được triển khai trong cái năm học 2023-2024 này. Giáo viên phải đi xâm nhập thực tế, tổng kết thực tế, và từ công tác thực tế mình làm phong phú thêm cái bài giảng, cái chương trình của mình. Đổi mới căn bản toàn diện công tác giáo dục đào tạo, tạo dựng, bổ sung đội ngũ cán bộ chất lượng cao, có thể coi đây chính là chìa khóa để tăng cường tiềm lực, sức mạnh cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Thưa quý vị, căng mình ứng trực điều tiết giao thông, dầm mình dưới mưa, chịu đựng nắng nóng. Có thể nói là trên mọi mặt trận, trên mọi cung đường, những chiến sĩ cảnh sát giao thông còn để lại nhiều thiện cảm khi mà có những cử chỉ thân thiện, khi thì giúp đỡ người dân băng qua đường, khi lại hỗ trợ bà con thu lượm hoa quả bị rơi hay là sơ cứu cho người bị tai nạn giao thông. Mệnh lệnh trái tim ngày hôm nay thêm những hình ảnh đẹp của các chiến sĩ mang sắc phục màu nắng. Đà Nẵng sau những ngày mưa lớn, hồ nước sâu nhiều rong rêu nguy hiểm, trong lè lói ánh sáng đèn đường, màn đêm dần buông, mà người đuối nước thì đã chơi với. Thời gian chỉ còn tính bằng phút để níu về sự sống. Dưới bờ hồ là hầu như không có ánh sáng. Khi mà tôi nhìn xuống tôi thấy hai em đang bị đuối nước, nó đã đút đầu của hai em rồi. Cho nên là tôi và đồng chí Cảnh là lao xuống thật nhanh hết mức có thể để đưa hai em vào bờ một cách an toàn. Nếu không có sự quyết đoán, bất chấp hiểm nguy của hai chiến sĩ cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng, cô bé này có thể đã không có thêm ngày mới. Không có các anh, bé gái này có lẽ đường về nhà đã không còn. Và cũng bởi có các anh mà suốt 3 năm qua đều đặn 2 lần mỗi tháng, hàng trăm suất cháo tình thương lại được trao tận tay người bệnh nghèo khó. Mỗi ngày qua, trên khắp giải đất này có bao nhiêu câu chuyện bình dị như thế. Nhẹ nhàng thôi, nhưng ấm áp biết bao trái tim người chiến sĩ mang sắc vàng của nắng. Thưa quý vị, ngọn lửa bất ngờ bùng lên ở bên trong một ngôi nhà buôn bán sắt vụn rồi nhanh chóng bao trùm cả khu vực, khiến nhiều người bị mắc kẹt, người đi đường cũng bị hất văng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày hôm nay tại thôn Đồng, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, khiến 3 người tử vong. Thời điểm trên, người dân xung quanh khu vực nghe thấy tiếng nổ lớn, sau đó ngọn lửa đã bùng lên dữ dội bao trùm cả căn nhà. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ dập lửa. Ngoài ra tại hiện trường còn có cả xe cứu thương. Sau khi lực lượng chức năng dập tắt đám cháy thì đã phát hiện có 3 người bị mắc kẹt bên trong nên đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Do 3 nạn nhân bị bỏng nặng nên đã tử vong, còn một nạn nhân thoát ra trước đó thì được đưa đi cấp cứu kịp thời. Các nạn nhân đều cùng một gia đình. Đến 19 giờ 20 phút cùng ngày, khu vực xảy ra hỏa hoạn được lực lượng công an phong tỏa để tiến hành điều tra vụ việc. Vào chiều ngày hôm nay tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình công dân Việt Nam ở vùng xung đột tại Trung Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết trong những ngày qua tình hình khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Vào ngày 23 tháng 10 vừa qua, Ban chỉ đạo công tác bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao đã họp và thảo luận về vấn đề bảo hộ công dân Việt Nam tại khu vực xung đột trước tình hình leo thang căng thẳng ở Trung Đông hiện nay. Bà Phạm Thu Hằng cũng cho biết, kể từ ngày đầu tiên của xung đột xảy ra, Bộ Ngoại giao đã và đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel, Ả Rập Xê Út và Ai Cập kiêm nhiệm nhà nước Palestine theo dõi sát tình hình tại khu vực xảy ra xung đột,
khẩn trương rà soát thông tin về công dân Việt Nam tại khu vực này và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, cơ quan liên quan trong nước để triển khai các phương án bảo hộ công dân và biện pháp hỗ trợ bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại vùng xảy ra xung đột trong trường hợp cần thiết. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel tiếp tục giữ liên lạc thường xuyên, chặt chẽ với đầu mối của cộng đồng người Việt Nam tại các khu vực xảy ra chiến sự và cập nhật tình hình bà con, đề nghị nhà chức trách sở tại bảo đảm an toàn tối đa cho công dân Việt Nam và gia đình, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các phương án để bảo hộ công dân và tùy theo nguyện vọng của bà con vào tình hình thực tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, cũng giống như những lần khuyến cáo công dân trước đây, Bộ Ngoại giao tiếp tục khuyến cáo công dân tại Israel. Thứ nhất, nếu không thật sự cần thiết, không nên đến hoặc tránh đến Israel. Thứ hai, nếu công dân Việt Nam đang ở Israel, phải có chuẩn bị phương án cho tình huống là sớm sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ ba hoặc về Việt Nam. Thứ ba, công dân thường xuyên theo dõi những thông tin của chính quyền sở tại, cũng như Đại sứ quán Việt Nam hoặc cảnh báo của Bộ Ngoại giao, trong đó có Cục lãnh sự và Đại sứ quán Việt Nam tại Israel để có những phản ứng kịp thời.